đứng lên. Đây, con gái đứng lên. Vậy hai người nắm tay nhau nào. Hai tay luôn. Đó, chúng ta trao nhau cảm xúc. Bây giờ sao có thể nói cái gì cảm xúc của mình với cô gái nãy giờ mình nói chuyện đó. Mình thấy cô ấy thế nào, nói chuyện được không, có cái gì cần nói với cô ấy hay không? Tay em hơi lạnh nhỉ? Dạ đúng. Anh có thể sưởi ấm được. Như hồi nãy bác trai có nói là từ Bình Dương đến Tiền Giang thì rất là xa, thì anh nghĩ như thế nào? Thì ba mẹ xa thì đó là suy nghĩ của ba mẹ, tại vì ba mẹ cứ nghĩ, nói chung suy nghĩ của người lớn nó khác suy nghĩ của mình mà. Xa thì mình có thể biến nó thành gần được. Ông lớn tuổi rồi, ông thấy đi xa thì ông nói xa, còn Sáu trẻ nó thấy gần. Người lớn đi chậm nên thấy xa. Tiền Giang sát bên, trời, nhà tôi về hoài mà. Tuần tôi về đủ 6 ngày mà. Tôi nóng hoài, đứng hoài vậy trời. Rồi, thôi sư tơ, về vị trí ngồi đi. Không hút thuốc. Đây, bỏ thuốc rồi, yên tâm. Nhậu thì có thể là biết nhậu thôi chị. Rồi không thích gì nữa? Em không thích người có bụng bia chứ. Có bụng bia hả? Để qua coi coi. Nó cũng hơi có chút. Cũng hơi có chút á. Thôi mình đừng có nín làm gì. Mình thở đi. Tại sao không thích bụng bia? Em cảm thấy là em hơi sợ. Bụng lúc lúc cỡ 3 tháng được không? Có vậy được không? Dạ, như anh Quyền Linh thì ok. Ok, phao thấy bụng tôi được mà. Chào nhà trai. Chỉ có dạ, cái thôi, chị. Thôi. Nãy giờ nghe những tiêu chí của bên kia, em cảm thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, hầu như là em đáp ứng được hết rồi đó chị. Tự tin nha. Tự tin lắm nha. Rồi bây giờ mình nói về hình mẫu lý tưởng của mình đi nè. Nói chung là một người nó nhìn nó chuẩn mực của cô gái Việt Nam là được rồi. Chuẩn mực của Việt Nam là sao? Đừng có như không cần phải là giống như hoa hậu mà như hoa khôi cũng được. Nói chung là con người phải cao vào tầm 1m60. Ta đây có 5-7 à? Dạ, lên đồ nó cũng được phải 60 cho anh. Ừ. Về tính cách thì biết hòa đồng, biết ứng xử. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, có năng khiếu kinh doanh thì càng tốt. Năng khiếu kinh doanh được không em gái? Dạ em cũng có định hướng sau này em phải kinh doanh. Thôi được rồi. Vậy là cũng tương đối rồi đó. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em chào tất cả cô chú anh chị trong chương trình. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Dạ, em là Nguyễn Viết Sáu. Nguyễn Viết Sáu. Dạ vâng. Em sinh năm mấy Sáu? Dạ, em sinh năm 1987. 87. Bây giờ là 35 tuổi ạ. Sáu là làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc tại dự án Bình Dương. Bình Dương. Sáu làm công việc gì Sáu? Dạ, em làm kỹ thuật, kiêm phải thành kinh doanh. Em là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Bình. Nguyễn Viết Sáu nha, sinh năm 87. Dạ. Từ Quảng Bình vào Bình Dương. Làm kỹ thuật kinh doanh. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Võ Thị Hồng Nhung, em sinh năm 95. Công việc em hiện tại là em làm nhân viên hành chính nhân sự, có công ty ở quận 1. Quê em ở Tiền Giang ạ. Ồ, đồng hương với anh Quyền Linh nha. Rồi, bây giờ ưu điểm khuyết điểm của Sáu là gì? Dạ, cái khuyết điểm của em thì trước đây thì có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ vâng. Hút nhiều không? Dạ, ngày một gói á. Nhưng mà từ khi đăng ký lên chương trình thì em cũng đã bỏ được rồi. Bỏ được chưa? Ồ, vậy là mừng rồi đó. Vậy là bỏ hút thuốc rồi. Dạ. Đó, khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm có gì? Ưu điểm thì em đã làm việc thì rất là hăng say, có thể là làm xuyên đêm. Em biết sắp xếp công việc, ví dụ như công việc nào quan trọng làm trước, công việc nào quan trọng làm sau này. Rồi luôn tôn kính các anh chị ba mẹ trong gia đình. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em là người ham học hỏi. Em thích cái gì đó thì em sẽ cố gắng em làm được. Còn nhược điểm của em thì em ít nói và em hay nóng tính. Nóng tính ở đây em là khi cái việc gì đó xảy ra rồi thì thôi em sẽ không nhắc đến nữa. Vậy là không sao, nóng chuyện đó không sao. Cô gái bên này hiền lắm. Hiền hả? Em trai bên đây cũng hiền mà. Đường tình duyên của em sao Sáu? Dạ em thì từ trước tới giờ chỉ có một mối tình. Một mối tình? Dạ. Mối tình của em thì từ cái thời 2016 á.
Mối tình đó mấy năm? Dạ, thằng được 6 năm. 6 năm? Dạ. Dài đó. Dạ. Nhưng lý do tại sao chia tay? Dạ, tại vì bạn đó là làm bên nghệ thuật. Lúc mà xác định hai người tính cưới á, thì tính như là bạn đã nghỉ bên cái ngành đó. Nhưng mà đến khi em thấy bạn nó còn yêu nghề với là thời gian nó cũng đang còn trẻ, cho nên là em để cho bạn nó theo nghề. Ngu theo nghề có liên quan gì tới chuyện cưới nhau đâu? Dạ, theo nghề thì theo về bên cái nghề điện ảnh á, xong rồi bạn nó cũng có quen cái người ở trong ngành cùng nghề với nhau. À, tức là có quen người khác thì mới xảy ra chia tay đúng không? Dạ. À, chứ không phải là làm nghệ thuật không liên quan gì tới chuyện cưới hỏi đúng không? Dạ. Rồi. Đó, đường tình duyên ta trắc trở quen trở 6 năm. Quá trời. Rồi còn cô gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em mới được 2 mối tình. Nhưng mà mối tình đầu tiên là học sinh viên. Còn mối tình thứ hai là sau khi em tốt nghiệp ra trường thì quen nhau được khoảng 2 năm. Dạ chia tay vấn đề là bạn đó với em có hai hoàn cảnh rất là khác nhau. Và với lại gia đình của bạn đó cũng định hướng bạn đó ra nước ngoài. Nên em thấy không có tương lai. Nên là em chia tay. Rồi thế thì bây giờ mình quen một người bạn trai mới nè, sắp tới nè. Mình có cái mong muốn như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em thứ nhất là phải chín chắn. Tại vì em cũng hướng đến việc là quen lâu dài. Chứ em không kiểu mà... Quen chơi. Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Thứ hai nữa là bạn đó phải có công việc và nghề nghiệp ổn định. Để sau này hai đứa có thể xây dựng được tương lai. Thứ ba nữa là bạn đó phải thành thật và chân thành và biết tôn trọng. Dạ. Thế thì có điều gì ở đàn ông mà em không thích không? Em không thích bạn trai thứ nhất là chơi game. Chơi game? Có chơi game không? Sáu? Lâu lâu rảnh thì chơi hả? Đó, dạ. Có ghiền không? Không. Không ghiền. Rảnh chơi thôi. Chờ em gái. Thứ hai là không hút thuốc. Đây bỏ thuốc rồi, yên tâm. Nhậu thì có thể là biết nhậu thôi chị. Ừ. Rồi không thích gì nữa? Em không thích người có bụng bia. Có bụng bia hả? Để qua coi coi. Nó cũng hơi có chút. Cũng hơi có chút á. Thôi mình đừng có nín làm gì. Mình thở đi. Tại sao không thích bụng bia? Em cảm thấy là em hơi sợ. Bụng lúc lúc cỡ 3 tháng được không? Cỡ vậy được không? Dạ, như anh Huyền Linh thì ok. Ok, phao thấy bụng tôi được mà. Chào nhà trai. Chỉ có cái hơi bụng thôi. Nãy giờ nghe những tiêu chí của bên kia em cảm thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, hầu như là em đáp ứng được hết rồi đó chị. Ồ, tự tin nha. Tự tin lắm nha. Rồi bây giờ mình nói về hình mẫu lý tưởng của mình đi nè. Nói chung là một người nó nhìn nó chuẩn mực cô gái Việt Nam là được rồi. Chuẩn mực của Việt Nam là sao? Đúng, trời coi ơi. Như không cần phải là giống như hoa hậu mà như hoa khôi cũng được. Nói chung là con người phải cao vào tầm 1m60. Ta đây có 5-7 à? Dạ, lên đồ nó cũng được phải 60 cho anh. Ừ. Về tính cách thì biết hòa đồng, biết ứng xử. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, có năng khiếu kinh doanh thì càng tốt. Năng khiếu kinh doanh được không em gái? Dạ em cũng có định hướng sau này em phải kinh doanh. Thôi được rồi. Vậy là cũng tương đối rồi đó. Tương đối. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em chỉ đến một mình thôi ạ. Em gái em bận học. Có chị Lan chỉ lo cho. Đúng. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi có ba mẹ của em, anh đầu với chị dâu. Ôi, và với một đứa cháu. Dạ con chào nhà trai ạ. Chào ông bà. Chào đại gia đình nhà trai. Bà thấy sao nè, thấy cô con dâu tương lai mình sao nè, được không? Hôm nay là ba mẹ là đi thì tìm kiếm cho thằng út có vợ có mừng là nhìn thấy cô dâu cũng gọn gàng cũng được. Cũng được ha. Rồi mời ông nói vài câu, ông thấy sao không? Thấy cô gái thì bên ngoài thì thấy cùng họ gọn gàng xinh gái, nhưng ông thấy xa quá thì không biết tôi như thế nào. Tiền Giang, Bình Dương không có xa đâu ông. Đi tí 2 tiếng tới à? Rửa thôi. Dạ. Rồi, mời đại diện gia đình nào? Chị hay là anh gì đó? Không, thấy hai đứa em có hợp nhau không? Chào anh Quỳnh Linh, với chị Quỳnh Lan. Cũng như toàn bộ... Tôi là anh cả của anh Sáu, là anh trai đầu á. Thì hôm nay đến trường quay đây thì thực sự rất là Sáu cũng lớn tuổi rồi. Cũng muốn tìm một cái nửa cho em nó gọi là yên ổn, để ông bà cũng nói chung nhìn thấy được con dâu thì ông bà sẽ vui, đối với sống được thêm vài tuổi, vài chục tuổi nữa. Dạ. Đó, thì nhìn cô gái bên này thì thấy cũng có nhiều nét mà sẽ cũng tương đồng với chỗ
em Sáu đó. Thì còn cái quyền lựa chọn thì hai em tự xúc gặp mặt rồi hai em tự đưa ra quyết định. Thì còn anh thấy thì cũng được rồi. Rồi anh Khả thấy được là được đó. Thôi vậy mình mở rào đi. Dạ. Mở rào. Rồi mời Sáu. Chào em. Dạ chào anh. Anh tới đây chương trình thì có món quà tặng cho em. Em có thể mở ra xem, ở đây là bông hoa hồng sáp. Nó là giữ được rất là lâu. Ở đây là phải son để giúp cho em xinh xắn hơn. Dạ, em cảm ơn. Dạ, hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Đây là bánh em tự tay làm. Mong anh thử như thế nào. Cho em thử kiếm. Rồi, về vị trí thì sao? Rồi, hai bạn nói về cảm nhận khi mà nhìn thấy nhau đi. Nhìn em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em lên trên thành phố này lâu chưa? Dạ, cũng khoảng được 9 năm rồi anh. Em lên đây học đại học, xong đó là đi làm tới bây giờ. Em cảm nhận gì về anh? Dạ, anh thì nhìn bên ngoài thì cũng đúng như người em muốn tìm. Bụng có bự lắm không? Dạ, hẹn hò sao nè? Dạ, hiện tại công việc anh là ở Bình Dương hay sao ạ? Đúng rồi, công việc của anh ở Bình Dương. Em thì hiện tại đang ở Nhà Bè đó. Công việc em thì ở quận 1. Nếu mà quen nhau hẹn hò thì anh một tuần sẽ dành được bao nhiêu thời gian để gặp mặt? Thời gian của anh thì tương đối thoải mái. Cho nên chỉ cần lúc nào em có thể rảnh thì gọi cho anh thử tới. Bây giờ là mình hỏi bạn gái coi khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới được. Nếu như mà anh với em đi tới bấm nút hẹn hò thì em tầm khoảng bao lâu thì em nghĩ mình có thể cưới được? Dạ, việc hẹn hò tìm hiểu nhau thì đó là tùy chúng ta thôi. Còn việc mà kết hôn á thì em dự định cũng là năm sau hoặc năm tới. Dạ. Theo em thì nên sinh mấy đứa, mà sinh trai, con trai hay con gái? Dạ, em nghĩ là sinh thì hai là đủ rồi anh. Còn trai hay gái thì tùy duyên thôi, chứ mình đâu thể nào chọn lựa được. Cũng giống quan điểm của anh, con trai con gái không quan trọng. Đầu tiên là sinh một đứa, điều kiện kinh tế tốt, lo cho con cái tốt thì mới sinh được đứa thứ hai. Còn không, tốt nhất là một đứa. Bây giờ thế này, Sáu đứng lên. Đây, con gái đứng lên. Vậy hai người nắm tay nhau nào, hai tay luôn. Đó, chúng ta trao nhau cảm xúc. Bây giờ Sáu có thể nói cái gì cảm xúc của mình với cô gái nãy giờ mình nói chuyện đó. Mình thấy cô ấy thế nào, nói chuyện được không, có gì cần nói với cô ấy hay không? Tay em hơi lạnh nhỉ? Dạ đúng. Anh có thể sưởi ấm được. Như hồi nãy bác trai có nói là từ Bình Dương đến Tiền Giang thì rất là xa, thì anh nghĩ như thế nào? Thì ba mẹ xa thì đó là suy nghĩ của ba mẹ. Tại vì ba mẹ cứ nghĩ, nói chung suy nghĩ của người lớn nó khác suy nghĩ của mình mà. Xa thì mình có thể biến nó thành gần được. Ông lớn tuổi rồi, ông thấy đi xa thì ông nói xa. Còn Sáu trẻ nó thấy gần. Người lớn đi chậm nên thấy xa. Tiền Giang sát bên, trời, nhà tôi về hoài mà. Tuần tôi về đủ 6 ngày mà. Tôi nắm hoài, đứng hoài vậy trời. Rồi thôi chúng ta về vị trí ngồi đi. Chỉ cần nhìn nhau là đủ, chỉ cần nắm tay là đủ. Để xem chúng ta có rung động hay không. Các bạn hãy suy nghĩ lại về những cái giây phút vừa rồi. Xem trái tim của chúng ta đã có thực sự rung động hay chưa. Xem nửa kia có phải là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi sau đó đưa ra quyết định. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Em trai không bấm. Em cảm thấy nó chưa rung. Rồi. Anh Quỳnh Liên làm sao? Em cảm thấy chưa rung động, em không bấm. Được rồi, đó là quyết định của em. Không sao cả, em gái rất là dễ thương.
rất là chân thành, một cô gái của gia đình đó. Cảm xúc của em như thế nào? Em vẫn bình thường. Nhưng mà em cũng rất vui hôm nay đã gặp được một bạn mới. Có thêm nhiều người bạn là có thêm nhiều niềm vui ha. Có lẽ hôm nay các bạn không có nợ nên không gặp nhau, và chúng ta là bạn với nhau, biết đâu trong cuộc sống này chúng ta sẽ giúp đỡ hỗ trợ nhau rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Còn bây giờ sẽ là những món quà của chương trình dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speed Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi, mời hai bạn. Em đi đường này xuống nè.